Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả mọi người đang xem một clip này về tích Gia Long Tàu Quốc. Đây là một vị vua. Nói về cuộc đời thì cuộc đời nó rất là gian nan và lắm thử thách. Ông là một trong những vị vua mà cũng rất nhiều lần lên bờ xuống ruộng và cũng rất là nhiều lần đối diện với cái chết và tính mạng của mình. Và cuộc đời gian nan thử thách sẽ làm cho ông trở nên cứng rắn hơn và vững vàng hơn. Và sau này thì cuộc đế chế đã đổi ngôi thì ông cũng đã lên được ngôi vua và lấy hiệu là Gia Long. Vị vua này là vị vua Nguyễn Ánh. Và sau cái triều đại của này thì ông có đặt đồ sứ ký kiểu để mà làm nên một cái điển tích gọi là vị vua Gia Long Tổ Quốc. Thì hôm nay em xin gửi đến chi tiết cho tất cả các bác cùng xem và chiêm ngưỡng những cái món đồ cổ thực sự của triều đình nhà Nguyễn vào giai đoạn thế kỷ thứ 19. Nét vẽ liễu tơ tóc và sông nước rất là hiền hòa và rất là thơ mộng. Đây là một cái trong những bản dầm rất là tinh tế. Và hơn thế nữa, đây là một trong những cái món đồ mà được rất nhiều người đam mê và sưu tầm cái điển tích Gia Long Tàu Quốc này. Đây là bản dầm dán bò sáp rất là hoàn hảo. Thì em xin đưa cho các bác xem để cho các bác đối chiếu và cảm nhận đây là một món đồ cổ thật sự của triều đình nhà Nguyễn vào giai đoạn 19. Đây là đồ sứ ký kiểu được đặt bên cạnh nước trấn, đặt làm bên gốm sứ bên Trung Quốc vào giai đoạn triều đại nhà Thanh thế kỷ thứ 19. Và đến với em, các bác được bảo hành chuẩn cổ trọn đời để cho các bác an tâm mà sở hữu những món đồ quý và đẹp. Và số tiền mình bỏ ra để mua đúng nơi đúng chỗ và tránh những trường hợp mà mình mua nhầm những món đồ trôi nổi trên thị trường, những món đồ không chính quy đó. Thì hiện nay có rất nhiều những cái nơi mà người ta giao thương trao đổi đồ cổ nhưng mà lại đồ thì lại không có chính quy. Thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ alo đến em và kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0387 513 887 để mà được trao duyên và bảo hành, cũng giống như là gửi về đến tận nhà cho các bác xem để cho các bác an tâm và hài lòng với cách phục vụ của bên em. Và hơn thế nữa, cổ vật là một trong những cái kênh mà nó đem lại cái lợi nhuận nếu như mà chúng ta giao thương cho những cái cấp bậc cao hơn. Và có rất nhiều vị quan khách đã sưu tầm những cổ vật ở bên em và cũng đã giao thương và đem lại cái lợi nhuận và cũng đã gửi lời cảm ơn đến em để đã trao duyên và cũng giống như là để cho họ thỏa chí đam mê sưu tầm những cổ vật đẹp, cổ vật chính quy. Thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ đến em qua số điện thoại để mà kết bạn Zalo